Công việc của mình hàng ngày á, là phải đi di chuyển rất là nhiều chỗ, đi thử xe mô tô rồi thử xe hơi, đi khắp nơi luôn. Một tháng có khi mình di chuyển tới hàng ngàn km là chuyện rất là bình thường. Thậm chí có tháng là mình bay đi khắp nơi, sau đó là lái xe đi khắp nơi. Thì với cái nhu cầu di chuyển liên tục như vậy thì mình sẽ cần một cái xe có thể đáp ứng được cho mình trong công việc. Đi khắp nơi được mà cảm thấy thoải mái, không bị mệt mỏi, cũng như là có thể tận hưởng cuộc sống ở trên xe một cách dễ dàng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với bạn một chiếc xe mình cảm thấy rất hạnh phúc với nó, đó là chiếc Dakar Limousine President. Vậy thì không cái bàn này ngoài nhiệm vụ làm cái bàn ăn thì nó
có thể ngồi đây và điều chỉnh cái rèm bên này để cho nó đi lên tùy theo cái mức mình mong muốn. Dừng lại ha, rồi lên tiếp này. Rồi cái rèm bên này cũng vậy luôn, hoặc là có thể tắt đèn, mở đèn, đèn bầu trời sao tắt mở, đèn dạ tắt mở, đèn dạ hai tắt mở. Cái đèn dạ hai này là cái đèn ambient light ở mấy cái rìa này cũng như trên ghế. Rồi hoặc là chúng ta có thể nói chuyện với tài xế bằng cách đó là bấm mở cái tivi lên. Này có thể bấm cái nút giữa này để cho tất cả các rèm cùng đi lên luôn, hoặc bấm lại cái nút rèm cửa này để tất cả các rèm cùng đi xuống luôn. Và một điểm đặc biệt trên chiếc Dixa Limousine phiên bản President này đó là hai cái ghế mà ngồi ngược lại với mình, cái ghế mà vị trí của các bạn đang nhìn mình á, có thể ngồi được thoải mái chứ không phải như những chiếc xe khác mà khi mà lên ngồi sẽ bị thẳng lưng. Chiếc xe này đã được trang bị một cái bộ ghế có thể nghiêng một góc khoảng chừng 30 độ để cho chúng ta ngồi thoải mái hơn. Mình sẽ cho các bạn xem. Những cái ghế của xe Dixa đều có trang bị seat belt và đã được kiểm nghiệm tại Ấn Độ bởi Ford về tính năng an toàn và khả năng giữ được hành khách trong xe khi có tai nạn xảy ra. Tại sao mình chọn Dixa là vì như vậy. Và ở hàng ghế này thì mình có thể điều chỉnh cho nó thành một cái giường để mình có thể nghỉ ngơi trong những hành trình xa. Đó, các bạn sẽ thấy là nó đang ngửa ra thành cái giường rồi đó. Hết sức thoải mái, mặc dù không được thẳng chân cho lắm nhưng mà giờ đủ rồi. Nếu mà nằm nghiêng thì nó sẽ thẳng chân. Wow. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên. Và đôi khi mình không phải là có tài xế lái mà mình chính là tài xế chở cả gia đình mình đi, cho nên là mình cũng quyết định chọn cho chiếc xe của mình một cái bộ da ghế y như bên trong luôn, để không có sự khác biệt giữa tài xế hay là người chủ xe. Chỗ cái tay ghế này có thể điều chỉnh lên xuống bằng cách vặn vặn giống chiếc Range Rover. Và chiếc xe này là sử dụng hộp số sàn 6 cấp, chiếc Hyundai Solati. Các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Solati sau một khoảng thời gian bán tại Việt Nam thì bây giờ bán rất chạy luôn, bởi vì họ chứng minh được chất lượng của chiếc xe của mình. Bạn có thể tới Dixa nằm ở đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất để chọn cho mình riêng một bộ da may riêng cho xe của bạn. Ví dụ như mình thích màu xanh thì mình chọn da màu xanh, mình thích màu da bò thì có thể chọn màu da bò, và tất cả đều là da thật. Da thật sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm cảm nhận khi sờ vào nó đã, nó mịn hơn là da nhân tạo. Và điều đó sẽ khiến cho chúng ta sử dụng xe cảm thấy thoải mái hơn. Làn da chúng ta khi chạm vào da thật cũng cảm thấy sướng hơn.